Những người làm chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hậu Covid-19, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội vàng phục hồi nền kinh tế. Mô hình trại gà đẻ trứng trong trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Hải Dương cần phải xây dựng các điểm tập kết rác tập trung. Tình trạng giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo đã có xu hướng lan rộng về các vùng quê. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hậu Covid-19, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội vàng phục hồi nền kinh tế. Để tận dụng tốt những cơ hội này, bên cạnh việc tổ chức thật tốt các gói giải pháp trợ giúp doanh nghiệp, thì việc triển khai một loạt các hoạt động như mở cửa thị trường, thúc đẩy giải pháp thể chế và các hoạt động nâng cấp quản trị của doanh nghiệp đã trở thành những biện pháp đồng bộ quan trọng. Đối thoại với doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, giờ là lúc lò xo bị nén lại sẵn sàng để bung ra, cần tập trung hơn nữa khởi động nền kinh tế. Các bộ ngành phải xắn tay áo, địa phương phải tháo gỡ cho doanh nghiệp. Chính vì thế, các bộ ngành đang nỗ lực đồng hành trong cuộc hồi sinh của doanh nghiệp bằng những cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn thiết thực. Đi vào giải quyết từng cái nhóm cụ thể những cái khó khăn mà của cộng đồng doanh nghiệp đã gặp phải. Đấy là trọng tâm ưu tiên của chúng tôi. Cái câu chuyện để làm sao khôi phục lại cái nguồn cung trong cái chuỗi cung ứng mà Việt Nam đang tham gia thì đều là những cái nội dung mà chúng tôi đã nghiên cứu và đang hoạch định lại cái chính sách. Đưa nhanh được các cái hoạt động sản xuất đầu tư vào kinh doanh để tạo ra của cải vật chất, để tranh thủ những cơ hội của thị trường, điều đó là quan trọng nhất. Cho nên để thúc đẩy hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong thời gian phục hồi kinh tế và vươn lên sau đại dịch thì cải cách thủ tục hành chính vẫn là cái sự nghiệp gian nan cần phải được tiếp tục. Một vấn đề không kém phần quan trọng trong chiến lược hồi sinh của doanh nghiệp đó là cần phục hồi chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bị đứt gãy. Đây là vấn đề cốt lõi mà doanh nghiệp đang cần lúc này. Dù chưa thể kỳ vọng mọi thứ ngay lập tức quay trở lại quỹ đạo bình thường, song với tinh thần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đồng hành cùng doanh nghiệp của các bộ ngành, thì hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ dần được phục hồi và đi vào ổn định. Chú trọng thị trường nội địa, phát triển công nghiệp phụ trợ, đa dạng hóa, đa phương hóa thị trường và chuỗi cung ứng quốc tế đang là những yêu cầu cấp bách cho chiến lược phục hồi kinh tế của Việt Nam ngay lúc này. Thời tiết đang bước vào giai đoạn nắng nóng nhất trong năm, do đó không chỉ có các cửa hàng bán điện máy đắt khách mà nghề sửa chữa điện tử, điện lạnh cũng bước vào mùa làm ăn bận rộn. Anh Nguyễn Đức Độ, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương làm nghề đã trên 10 năm, chuyên sửa chữa các loại máy móc thiết bị liên quan đến làm mát. Khoảng vài năm trở lại đây, nghề này cho thu nhập khá khi nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện của người dân tăng cao. Mùa nắng, việc nhiều nên anh phải gọi thêm vài người làm chung. Hiện tại, nhóm của anh có 4 người thay phiên, đổi ca cho nhau, ngày nào cũng làm từ lúc sáng sớm đến chiều tối. Có khi đông khách bận rộn, phải làm đến đêm mới nghỉ. Tính chất công việc của nghề điều hòa, sửa chữa điều lạnh này, cái đầu tiên nó là sự lắng nóng. Mà mùa hè thì thời tiết nó rất là khắc nghiệt. Anh em thợ là làm là thường xuyên là phải đứng lắng, chịu nóng. Và cái thứ hai nó là về tốc độ cao. Là thường là cục nóng người ta sẽ treo ở bên ngoài và anh em sẽ rất là phải khó khăn vất vả để mà đưa được cục nóng mà treo ở bên ngoài hiên cửa hay là hiên nhà của mọi người. Những người gắn bó lâu năm với nghề sửa chữa điện lạnh cho rằng thời tiết miền Bắc bước vào thời điểm nắng nóng, công việc sẽ đều đặn hơn. Vào tháng nắng nóng, thu nhập từ nghề này cao gấp mấy lần so với ngày thường. Vì thế, sửa điện lạnh được coi là làm một mùa mà tiêu cả năm. Tuy nhiên, không phải ai cũng gắn bó lâu dài được với nghề vì đồ điện ngày càng hiện đại, sử dụng những công nghệ mới, tiên tiến, có nhiều chi tiết phức tạp. Vì thế, yêu cầu người làm nghề phải chịu khó học hỏi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề. Vào cái mùa nóng thì mùa nóng này thì là đầu tiên là cái điều hòa thì trong một năm là phải qua một năm là phải gọi bảo dưỡng kiểm tra định kỳ máy một lần thì cái điều hòa nó chạy sẽ hiệu quả hơn. Và có những cái mà người dân mình cũng tự vệ sinh được là hai cái lưới lọc ấy, là nhiều khi hai lưới lọc ấy mà nó bẩn, qua một năm trong phòng mình là có những cái mà bụi bặm và những cái quạt chỗ giàn lạnh nó hút lên là cái bụi nó vào trong cái lưới lọc ấy, nó bẩn là cái điều hòa nó kém mát. Thì cái đấy người dân mình tự vệ sinh được, còn nếu như mà điều hòa mà
mà vệ sinh xong đấy mà nó không mát thì phải gọi thợ để sửa chữa kiểm tra. Hiện nay trên các trang mạng, người dân rất dễ dàng tìm được cơ sở dịch vụ điện lạnh khi có nhu cầu. Tuy nhiên cái khó là lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo uy tín. Vì vậy, khách hàng nên cảnh giác khi được mời mua những món hàng điện lạnh giá rẻ, cũng như việc bảo dưỡng, sửa chữa kiểu thần tốc, tránh trường hợp tiền mất tật mang. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm gần đây, người dân trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại trang trại, từ đó đem lại nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy ngành chăn nuôi của huyện phát triển bền vững. Những năm gần đây, ngành chăn nuôi được huyện Hoàng Su Phì chú trọng phát triển theo hướng hàng hóa. Với nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ, đến nay toàn huyện có 36 gia trại và một trang trại chăn nuôi đại gia súc, gia cầm. Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, giá trị ngành chăn nuôi chiếm 24,48% tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hàng năm ổn định từ 3% trở lên đối với trâu, bò, dê và từ 6% trở lên đối với lợn, gia cầm. Những năm qua, việc phát huy lợi thế, xây dựng các mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế theo hướng trang trại, gia trại đã và đang trở thành hướng đi bền vững trong công tác xóa đói giảm nghèo tại các xã, thị trấn của huyện Hoàng Su Phì. Cũng tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, mô hình trại gà đẻ trứng trong trường học đã được trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú của huyện triển khai từ tháng 10 năm 2019. Chỉ với 216 con gà mái đẻ trứng, mô hình không chỉ góp phần bổ sung dinh dưỡng cho các em học sinh nội trú vùng cao mà còn giúp các em có thêm kiến thức về chăn nuôi. Năm 2019, các em học sinh nội trú trường phổ thông dân tộc nội trú Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang được tài trợ số tiền 240 triệu đồng để xây dựng mô hình trại gà đẻ trứng với quy mô 60m² chuồng trại, nuôi 216 con gà mái đẻ trứng, bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày cho các em. Trại gà đẻ trứng là mô hình của chương trình dinh dưỡng đầy đủ do Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Việt Nam tài trợ. Khi đưa mô hình vào trong nhà trường thì được các thầy cô giáo cũng như toàn thể các em học sinh ủng hộ. Và việc đưa cái dự án vào trong nhà trường thì đã tạo cho các em học sinh có tính chất định hướng cho các em học sinh, đồng thời cũng tạo cho các em là có được những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn. Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Hoàng Su Phì hiện có 250 em học sinh, trong đó 100% các em đều ăn ở và sinh hoạt tại trường. Mỗi ngày trại gà này cho thu hoạch hơn 200 quả trứng, phần lớn trứng được đưa vào khẩu phần ăn của các em, còn một phần bán đi để mua thức ăn và tái tạo đàn gà. Trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường thì em đã được các thầy cô hướng dẫn chăn nuôi gà và em cảm thấy rất là thích vì nó đã rèn luyện được cho em kỹ năng chăn nuôi, được sử dụng thành phẩm trong các bữa ăn hàng ngày và nâng cao thu nhập cho mọi người ạ. Cũng như là khi về nhà em đã biết giúp đỡ bố mẹ và tuyên truyền cho hàng xóm, gia đình cách chăn nuôi trang trại để tăng thêm thu nhập ạ. Từ nhiều năm nay, các hoạt động trải nghiệm từ việc xây dựng các mô hình chăn nuôi trồng trọt được các trường nội trú ở nhiều địa phương triển khai. Từ các mô hình chăn nuôi trồng trọt đã khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của học sinh khi tham gia trải nghiệm. Với mục tiêu xây dựng môi trường học tập thân thiện, gìn giữ nét đẹp văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua các nhà trường trên địa bàn huyện biên giới Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã duy trì các hoạt động giáo dục hướng tới bảo tồn văn hóa truyền thống với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Qua đó đã giúp cho các em học sinh có thêm hiểu biết, trân trọng và tự hào về nét đẹp của dân tộc mình. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Công Sơn nằm chót vót trên đỉnh núi cao của xã Công Sơn, huyện Cao Lộc. Thứ tư hàng tuần là ngày các em học sinh nơi đây mong đợi nhất, bởi các em sẽ được diện trang phục của đồng bào dân tộc Dao Lù Gang truyền thống, được giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của đồng bào mình. Vào những giờ ra chơi, tiết ngoại khóa, các em được chơi các trò chơi dân gian, tham gia câu lạc bộ hát bà Dung, thổi tí lè. Mặc áo dân tộc nữa. Để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nhà trường đã quan tâm cho chúng em mặc trang phục dân tộc, em thấy rất vui. Giờ ra chơi, chúng em được chơi rất nhiều trò chơi, như trò chơi nhảy dây, đá cầu, nhảy sạo. Em cảm thấy rất là vui và có lợi cho sức khỏe, vì vậy em rất muốn đến trường học.
Công Sơn là xã đặc biệt khó khăn của huyện biên giới Cao Lộc. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Công Sơn hiện có 199 học sinh. Tất cả các em đều là con em đồng bào dân tộc Dao Lù Gang. Nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng các chương trình bảo tồn và gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống tại trường học, như duy trì được ngày mặc trang phục truyền thống, thành lập được câu lạc bộ hát Pà Dung, thổi pí lè, may thêu trang phục dân tộc Dao. Thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ tăng cường cái số buổi, số ngày mà học sinh mặc trang phục của chính dân tộc mình đến trường và tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đề xuất với cơ quan chuyên môn sẽ mở lớp để hướng dẫn chúng tôi dạy cái làn điệu Pà Dung của người dân tộc Dao mang lại cái hiệu quả tốt hơn nữa. Hiện toàn huyện Cao Lộc có 17 trường học đã đưa giáo dục văn hóa truyền thống vào giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa như mặc trang phục truyền thống vào ngày cố định, lập câu lạc bộ hát dân ca, hát sli, hát then, đàn tính, duy trì trò chơi dân gian trong các tiết ra chơi. Những hoạt động giúp các em tự hào với bản sắc, phong tục của dân tộc mình, đồng thời tạo niềm hứng khởi cho các em trong học tập. Thực hiện quyết định số 42 của Chính phủ, đến thời điểm này, Hưng Yên đã chi hỗ trợ cho trên 106.000 người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó có gần 20.000 người có công với cách mạng, 45.200 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, gần 41.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ với tổng số tiền trên 128 tỷ đồng. Hiện nay, ba đơn vị còn lại là thị xã Mỹ Hào, huyện Quế Châu và Văn Giang đang tiếp tục tiến hành chi hỗ trợ cho khoảng trên 2.000 người thuộc 4 nhóm đối tượng theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh xong trong thời gian sớm nhất. Hiện tỉnh cũng đang yêu cầu các ngành địa phương khẩn trương tập trung rà soát và thống kê nhanh số lao động hộ kinh doanh, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được hưởng gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ để hỗ trợ kịp thời. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trung bình mỗi ngày công ty môi trường đô thị Hải Dương thu gom và vận chuyển đi xử lý khoảng 270 tấn rác thải sinh hoạt, chủ yếu ở các xã phường của thành phố Hải Dương. Các xe tải xe đẩy tay sau khi thu gom rác sẽ tập kết tạm thời tại các điểm để từ đó vận chuyển về nhà máy xử lý. Tuy nhiên, điều đáng nói là các bãi tập kết rác chưa được quan tâm xây dựng quy hoạch mà chỉ được công ty môi trường đô thị bố trí là bãi tạm thời trên cơ sở là nơi công cộng, mật độ giao thông ít. Riêng khu vực nội thành gồm 13 phường trung bình mỗi ngày phát sinh 165 tấn, chiếm 65% rác thải của toàn thành phố. Để thu gom hết lượng rác này, người lao động của công ty môi trường đô thị phải thu gom ngày 2 lần bằng xe đẩy tay và xe tải. Số rác này sau khi thu gom sẽ được vận chuyển để ở 110 điểm tập kết rác tạm thời trải khắp địa bàn các phường. Tại các điểm tập kết này, công ty sẽ bố trí xe ép đến vận chuyển đi xử lý với phương châm để thời gian rác tồn lưu ngắn nhất. Với các xã ngoại thành, đặc biệt là các xã mới sắp nhập về thành phố như Quyết Thắng, Tiền Tiến, Ngọc Sơn, Gia Xuyên, Liên Hồng, được công ty môi trường đô thị thực hiện thu gom rác sinh hoạt từ đầu năm 2020. Hiện nay, sau khi thu gom tại các khu dân cư, rác chủ yếu được tập kết tại các điểm công cộng, đường giao thông trên địa bàn xã. Tuy nhiên, ở một số điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả người thu gom, vận chuyển rác cũng như người tham gia giao thông. Nhận thức được vấn đề này, các xã đã có kế hoạch bố trí quỹ đất để quy hoạch các điểm tập kết rác tạm thời. Chúng tôi đã họp trong đảng ủy có nghị quyết ấy, là sẽ quy hoạch cái địa điểm tập kết rác thải tạm thời của hai thôn. Một là thôn đồng bào, hai là giữa thôn tranh đấu và thôn nghiên phấn để đảm bảo cái việc thu gom. Mà khi xe các cái địa điểm để thùng rác ấy, thì cái này chúng tôi đã có ý kiến rác thải để tập trung rồi. Nhưng báo cáo các đồng chí là cái vấn đề quy hoạch đấy thì chúng tôi sẽ làm tờ trình đề nghị Ủy ban thành phố tạo điều kiện cho mỗi khu địa điểm này từ 700 mét vuông. Để đảm bảo cho cái việc quy hoạch trong hai khu vực này. Hai nữa là cái vấn đề là kinh phí quy hoạch ở cái khu vực này thì cũng phải đề nghị thành phố tạo điều kiện giúp đỡ thì cái việc thu gom rác thải sau này nó mới thuận tiện được. Theo đại diện công ty môi trường đô thị Hải Dương cho biết, để thuận lợi cho việc thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt đi xử lý, nhất thiết phải bố trí xây dựng các điểm tập kết rác tạm thời. Rất mong các địa phương quan tâm bố trí quỹ đất xây dựng các điểm tập kết rác này. Đây là điều kiện quan trọng để xây dựng thành phố Hải Dương ngày càng sạch đẹp, văn minh.
Xử lý rác thải cũng là vấn đề được nhiều địa phương khác quan tâm. Tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, việc xử lý rác thải tại các bãi rác và hộ gia đình góp phần xây dựng môi trường nông thôn sạch đẹp văn minh. Đầu năm 2020, huyện đã tổ chức phun chế phẩm sinh học để xử lý các loại rác hữu cơ tại bãi rác thị trấn Vương. Đây là phương pháp mới cho hiệu quả cao. Chế phẩm vi sinh được ngâm ủ từ 2 đến 5 ngày để hoạt hóa vi sinh vật rồi phun đều lên bề mặt rác. Sau khoảng 3 ngày, rác thải hữu cơ tự động phân hủy, khối lượng giảm đi gần một nửa, tình trạng ô nhiễm môi trường được khắc phục. Đây chỉ là một trong 40 bãi rác của huyện được phun chế phẩm sinh học với kinh phí 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện, giúp xử lý khoảng 200.000 mét khối rác trong thời gian qua. Cùng với đó, huyện luôn tích cực vận động người dân thực hiện phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình để giảm lượng xả rác ra môi trường. Đến nay, 15 trên 15 xã thị trấn đã thực hiện với gần 10.000 hộ tham gia. Huyện hỗ trợ trên 32.000 gói chế phẩm vi sinh cho người dân, tiêu biểu như ở các xã Ngô Quyền, Nhật Tân, Lệ Xá. Có thể thấy, việc xử lý rác thải tại hộ gia đình và các bãi tập kết đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là việc nâng cao ý thức của người dân trong việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa, túi ni lông, vì loại rác thải này vẫn chưa thể tự xử lý. Từ việc triển khai có hiệu quả mô hình làng Ba Sạch năm 2019, đến nay Bắc Ninh đã xây dựng mô hình khu dân cư không rác thải. Mô hình này được thực hiện thí điểm tại thôn Phương Thanh, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài. Sau một thời gian ngắn đã trở thành điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm về mô hình này. Trước khi triển khai mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức các chương trình tập huấn đến từng nhà hội viên, tuyên truyền vận động người dân cách phân loại xử lý rác thải. Ngoài ra, khuyến khích hội viên sử dụng các loại túi cói bao bì dễ tiêu hủy và phân lịch quét dọn đường làng ngõ xóm cho mỗi chị em. Đường làng ngõ xóm rồi cái trách nhiệm của bà con từ cái việc vệ sinh đường làng ngõ xóm rồi vệ sinh ngay trong gia đình, đặc biệt là cái ý thức là phân loại rác thải là bà con rất là trách nhiệm. Thì chúng tôi cũng xây dựng cái mô hình khu dân cư không rác thải. Thì tất cả những ngày trong tuần nếu như không đúng cái ngày thu gom rác thải của thôn thì các loại rác thải được những cái rác thải mà được đưa ra ngoài môi trường là đúng giờ được đưa ra và đúng giờ được tập kết ra ngoài. Trong thời gian tới, Phụ nữ Bắc Ninh sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động chị em dùng làn, túi cói hoặc bao bì bằng giấy khi đi chợ mua hàng, hạn chế rác thải ra ngoài môi trường. Tập trung vào cho cái công tác tập huấn và cái việc nâng cao kiến thức thực hành cho cán bộ hội trong cái việc mà giúp chị em phụ nữ biến các cái rác thải, tận dụng các cái rác thải để biến thành các cái phân bón vi sinh. Thành công từ mô hình khu dân cư không rác thải góp phần làm thay đổi ý thức người dân, bảo đảm môi trường sống xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, hành vi mạo danh cán bộ có thẩm quyền để đe dọa lừa đảo xuất hiện đã lâu và cũng đã có không ít người bị mất tiền. Gần đây, loại tội phạm này đang có xu hướng chuyển địa bàn lừa đảo về vùng nông thôn. Tại tỉnh Bắc Cạn cũng đã có nhiều vụ việc xảy ra, người bị hại mất hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng. Nghỉ hưu đã lâu, nhưng những ngày gần đây, ông Phạn bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ người lạ. Đối tượng tự xưng là làm việc ở Bộ Công an và thông báo ông Phạn có liên quan đến một vụ án lớn. Đối tượng liên tục gọi điện đe dọa và yêu cầu ông Phạn chuyển tiền để giải quyết vụ việc. Tôi với lại phát hiện ra thì là điện cho các cơ quan có lên nhà trực tiếp xem xét và để xem giải quyết giúp đỡ cái vụ việc như thế. Vâng, thì từ đấy đến nay thì nó cũng không điện gì cả trở lại nữa. Thì nói chung là cũng chưa chuyển tiền và không thiệt hại gì tài sản của gia đình hay cả tiền của gia đình cả. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn, từ năm 2017 đến nay, địa phương xảy ra hàng chục vụ các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng. Trong đó có một trường hợp sau khi đối tượng lừa đảo gọi điện đe dọa đã chuyển hơn 1 tỷ đồng cho chúng. Tất cả những vụ việc này đều diễn ra theo kịch bản là đối tượng lừa đảo gọi điện cho bị hại, tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản. Cái này là các đối tượng lợi dụng cái lòng tin cũng như cái sự sợ hãi của nhân dân, dẫn tới là đối tượng có thể là đưa những hình ảnh, các quyết định của các cơ quan, viện kiểm sát, công an đề nghị truy tố mà có cái tên người dân, đối tượng điền tên người dân vào, và các cái dấu đó thì thật ra nó là những cái dấu giả mạo để đối tượng để dọa cũng như chiếm đoạt cái lòng tin của người dân.
Ở những thôn bản vùng sâu vùng xa, do nhận thức của một số người còn hạn chế nên tội phạm lừa đảo thường tìm hiểu về cuộc sống công việc của họ để đe dọa. Nhiều người thiếu cảnh giác đã bị mất tiền. Việc tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cũng như phổ biến về những cách thức lừa đảo là việc hữu hiệu cần làm để giảm thiểu những trường hợp lừa đảo xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tin thân ái chào tạm biệt.